Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bí Thư đi bắt cóc, Phú Trọng đành buông xuôi. Dư luận tiếp tục xôn xao khi có tin tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý đã bị công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vì tội vu khống. Vụ Bí Thư tỉnh ủy Đắk Lắk điều công an về tận thành phố Hồ Chí Minh bắt cóc võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý là giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng rồi giải về Đắk Lắk giữa đêm. Hơn 5 ngày chưa được thả, khiến dư luận phẫn nộ vì kiểu úp úp mở mở rằng mời đi làm việc nhưng lại dùng tới 7 người vây bắt như với đối tượng tội phạm nguy hiểm rồi dẫn giải về Đắk Lắk. Đây là hình ảnh chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, vợ tiến sĩ Phạm Đình Quý kể lại cho phóng viên toàn bộ câu chuyện hai vợ chồng mình bị bắt cóc như thế nào. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin vào hôm 29 tháng 9 rằng một nguồn tin thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk nói cơ quan này đang tạm giữ ông Phạm Đình Quý để điều tra về hành vi vu khống một lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Báo chí vẫn thông tin nửa vời khi mạng xã hội chia sẻ cả tuần nay rằng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk này chính là ông Bí Thư Bùi Văn Cường, người bị tố cáo đạo văn tới 70% luận án tiến sĩ. Bài viết của tiến sĩ Phạm Văn Quý phân tích cặn kẽ các nguồn mà Bí Thư Cường đã đạo văn, qua đó người đọc có thể tự kiểm chứng. Bài viết cũng được hàng chục báo mạng và báo giấy đăng công khai, bỗng dưng bị rút xuống sạch sẽ. Không những thế, bản luận án tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường cũng bỗng nhiên biến mất khỏi trang web Viện Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam như một hành động phi tang hoặc đem đi sửa chữa. Gia đình cho biết đơn tố cáo của tiến sĩ Phạm Đình Quý đã gửi lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Cục Báo chí. Tuy nhiên, chưa có cơ quan nào phản hồi cho ông Quý vì đột nhiên xảy ra vụ bắt bớ như vậy. Báo Người Lao động cho hay Công an Đắk Lắk đã mời ông Quý, một giảng viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và một học trò của ông là tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn để làm việc vì hai người này có liên quan đến vụ án vu khống mà Công an tỉnh Đắk Lắk nói là đã khởi tố vào ngày 19 tháng 9. Bình luận về hành vi bắt người vô nguyên tắc của Công an Đắk Lắk, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội lập tức lên tiếng. Ông nói, tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý tố cáo hành vi đạo văn một cách công khai và chính danh, nên ông đang được pháp luật bảo vệ theo chương 6 của luật tố cáo. Việc khởi tố bắt giữ ông trong thời gian vụ việc đang được xem xét chắc chắn là vi phạm pháp luật. Luật tố cáo đã dành nguyên một chương 6 với 12 điều để quy định về việc bảo vệ người tố cáo. Vậy mà hàng loạt cơ quan cấp trung ương và ngay cả Bộ Công an là nơi nhận đơn tố cáo cũng không làm gì để bảo vệ cho tiến sĩ Phạm Đình Quý. Thật là ngược đời và khó hiểu. Đây là hình ảnh bài báo của tiến sĩ Phạm Đình Quý viết về Bí Thư tỉnh ủy Đắk Lắk đạo văn luận án tiến sĩ còn lại trên báo giấy, nhưng các bài viết trên hàng chục trang báo mạng đều bị gỡ. Bài đăng trên các diễn đàn cũng bị bí mật tháo xuống. Liên quan việc mời và tạm giữ tiến sĩ Quý vào ngày 28 tháng 9, lão võ sư Phạm Đình Trang là cha ruột của tiến sĩ Quý cho biết vào chiều tối ngày 23 tháng 9 khi con trai ông đang cùng vợ đi ăn trên đường D1 gần trường Đại học Tôn Đức Thắng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh thì bị nhóm người mặc thường phục xưng là công an tỉnh Đắk Lắk khống chế đưa đi. Con trai tôi là một giảng viên trường đại học, con dâu cũng là một hộ lý. Những người ập tới khống chế đưa đi trước sự chứng kiến của nhiều sinh viên của trường, ông Trang đã nói như vậy. Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, vợ của tiến sĩ Quý cũng cho hay, chiều tối ngày 23 tháng 9, chị chạy xe máy từ chỗ làm sang đường D1, quận 7 để cùng chồng ăn tối. Bất ngờ, một nhóm chừng 7 đến 8 người mặc thường phục ập đến vây quanh. Một người hỏi lớn, có phải anh Quý và chị Xuân không? Rồi rất nhanh đưa ra một thẻ màu đỏ xưng là công an hình sự tỉnh Đắk Lắk và cất đi. Chị Xuân kể về sự việc và cho biết sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Theo lời chị Xuân kể, cả hai vợ chồng chị cùng chiếc xe máy bị đưa về địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, là phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Chị Xuân và chồng được tách ra hai phòng riêng biệt, điện thoại cá nhân bị tịch thu lại. Chúng tôi không liên lạc được với người nhà. Một người giải thích, sự việc là tôi được mời lên làm việc, còn chồng tôi đã bị triệu tập. Công an đưa ra một giấy mời làm việc và yêu cầu tôi ký vào. Sau đó thì lấy lời khai. Họ nói chồng tôi liên quan đến vụ việc bôi nhọ danh dự người khác và đã bị khởi tố, bắt một người liên quan, chị kể. Đến khoảng 22 giờ đêm, chị Xuân được công an đưa về phòng trọ ở phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để lấy các vật dụng trong Quý. Công an sau đó đưa chị Xuân về lại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo để tiếp tục lấy lời khai, làm việc đến khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau.
họ thu giữ hai USB, một máy tính của vợ chồng tôi. Sau đó, chồng tôi bị giữ lại, tôi được cho về. Chị nói và cho biết, sau đó chị quay lại 459 Trần Hưng Đạo nhưng không gặp được chồng. Sau khi thông tin lan truyền trên mạng cho rằng tiến sĩ Quý bị bắt cóc, nhiều người có ảnh hưởng như luật sư Lê Luân, doanh nhân Lê Hoài Anh lên tiếng và chất vấn về tính chính đáng của công an Đắk Lắk cũng như sự việc liên quan của ông Bùi Văn Cường trong vụ việc này. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Luật sư Lê Luân chỉ ra trên trang Facebook cá nhân rằng việc bắt giữ người theo thủ tục hình sự phải có mặt của đại diện chính quyền địa phương và trong vòng 24 giờ kể từ khi bị bắt, giữ người thì cơ quan có thẩm quyền bắt, giữ phải thông báo cho gia đình hoặc nơi công tác. Ông Luân cũng viết rằng, theo luật, nhà chức trách không bắt người vào ban đêm trừ trường hợp bắt tội phạm quả tang hoặc người bị truy nã. Như vậy, trong các trường hợp được nêu, không rõ ông Quý, tức là người tố cáo ông Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, bị bắt giữ trong trường hợp nào, không có thủ tục mời người khác làm việc ngoài giờ làm việc của cơ quan công quyền, luật sư Luân đã đặt câu hỏi. Nhắc lại thực tế là ông Quý đã bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt vào buổi tối tại địa phương khác, sau đó bị tạm giữ từ đó cho đến nay. Luật sư Luân tiếp tục chất vấn rằng việc làm này của công an Đắk Lắk dựa trên căn cứ nào, theo thủ tục nào của bộ luật tố tụng hình sự. Bà Lê Hoài Anh thì bình luận trên trang Facebook cá nhân như sau: đất nước mà thích bắt ai thì bắt, thích xử ai thì xử, khỏi cần tòa án, vô pháp vô thuyền quá mà, sai luật rừng không. Và đất nước có còn quốc pháp hay không? Đó là câu hỏi mà tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã đặt ra trên trang cá nhân về vụ bắt ông Phạm Đình Quý. Đây là hình ảnh tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý đã có nhiều thành tích xuất sắc. Năm 13 tuổi đã vô địch thi quyền giải quốc gia. Năm 23 tuổi đã vô địch đối kháng giải võ cổ truyền quốc gia. Sau đó ông đoạt giải vô địch karate Thành phố Hồ Chí Minh, vô địch Pencak Silat ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2010 ông bảo vệ chương trình thạc sĩ thể thao tại Đài Loan và năm 2015 ông bảo vệ thành công chương trình tiến sĩ thể thao tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Học trò của ông cũng đạt nhiều giải quốc tế. Đơn của võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý cùng đồng nghiệp tố cáo ông Bùi Văn Cường được thực hiện công khai, gửi đến các cơ quan báo chí và đã được các cơ quan báo chí đăng tải rộng rãi. Nếu ông Bùi Văn Cường thấy mình bị vu cáo thì kiện võ sư Tiến và vị tiến sĩ Phạm Đình Quý ra tòa án. Tại sao công an Đắk Lắk lại vây bắt áp giải võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý như vậy? Sao lại mời lên làm việc theo cách không thể chấp nhận được như thế này? Và ông Chu còn chất vấn, nếu ông Bùi Văn Cường không phải là bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk thì công an Đắk Lắk có thực hiện vây bắt võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý hay không? Sự việc kiện tụng giữa võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý và ông Bùi Văn Cường là việc dân sự giữa hai cá nhân, sao lại có công an Đắk Lắk tham gia? Khi mà có những người được xã hội tôn trọng như võ sư, lại có học vị tiến sĩ, lại thành danh trong các cuộc đấu võ, lại giảng dạy ở các trường đại học, lại có các học trò đạt các giải thưởng quốc gia và quốc tế về võ thuật, mà lại bị đối xử theo luật lệ của kẻ mạnh, thì đó là lúc quốc pháp không được tôn trọng, là lúc mạng người mong manh, là lúc kẻ mạnh làm điều họ thích. Ông Chu viết như vậy. Bên cạnh đó, blogger Bùi Thanh Hiếu cũng đưa ra nhiều hình ảnh cho thấy sự thân cận của ông Bùi Văn Cường với ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và lý giải vì sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại lờ tịt đơn tố cáo của võ sư Phạm Đình Quý như vậy. Bùi Văn Cường đã đạo văn để lấy bằng tiến sĩ, làm căn cứ tiêu chuẩn để lọt vào Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh ông Cường bên trái cạnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông Phúc đến thăm Tây Nguyên. Một kẻ gian manh, xảo trá, đạo văn để được tiêu chuẩn cơ cấu lọt vào Trung ương, có phải là kẻ mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn hay nói là kiên quyết, kịp thời xem xét đơn tố cáo để ngăn chặn những kẻ như thế lọt vào Trung ương hay không? Chính xác là kẻ đó. Chính xác là Bùi Văn Cường, bí thư Đắk Lắk. Đơn tố cáo Bùi Văn Cường, đạo văn được trình bày khoa học, chi tiết kèm dẫn chứng cụ thể. Ba ngày sau khi lá đơn gửi đi, công an đã đến bắt người viết đơn đi đâu biệt tăm. Gia đình hỏi thì được công an Đắk Lắk nói miệng là tội vu khống và bôi nhọ danh dự người khác. Một lá đơn trình bày bằng những chứng cứ khoa học, tố cáo cán bộ biến chất trộm cắp kiến thức của người khác. Nếu thanh tra, kiểm định những chứng cứ ấy cần phải có thời gian của những người có chuyên môn về khoa học. Nhưng chỉ 3 ngày là người tố cáo đã bị bắt giam. Như vậy, người ta không hề xem xét đơn của ông Phạm Đình Quý có đúng hay không. Họ bắt luôn người tố cáo gần như ngay tức khắc. Đấy là bi kịch của những kẻ tố cáo đúng người, đúng tội, nhưng không đúng chỗ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã khuyến khích như thế là âm mưu trăm hoa đưa nở cùng mượn gió bẻ măng. Ví dụ là ông khuyến khích người ta tố cáo nhau, nếu đơn tố cáo nhằm phe khác
thì ông ấy lấy đó làm vũ khí. Còn nếu đơn tố cáo người phe của ông thì sớm biết để diệt trừ. Bùi Văn Cường là người cất nhắc Trần Quốc Bình, tức là con trai của Trần Quốc Vượng, nên như diều gặp gió, thời kỳ Cường làm tổng liên đoàn. Cường như tay chân thân tín, tâm phúc của Trần Quốc Vượng. Còn Trần Quốc Vượng là tay chân của Nguyễn Phú Trọng thì chẳng ai còn hoài nghi. Một kẻ gian trá, nịnh bợ, luồn lọt và tham vọng như Bùi Văn Cường đúng là hình mẫu của những đối tượng mà ông Nguyễn Phú Trọng nhắc đến bấy lâu nay là cần phải cương quyết loại bỏ, không để lọt vào trung ương. Ông Trọng khuyến khích cán bộ, nhân dân phải tố cáo những đối tượng như thế. Blogger Bùi Thế Hiếu đưa ra nhận định như vậy. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường bên trái tháp tùng ông Trần Quốc Vượng, giữa hai người cùng mặc áo Tây Nguyên. Luật sư Trần Đình Dũng cũng đưa ra phân tích về khả năng áp dụng điều luật 156 về tội vu khống như sau. Điều 156 tội vu khống. Thứ nhất, người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ 10 triệu cho đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. A. Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người khác. B. Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, người bị tội này với trường hợp tố cáo người khác chỉ khi họ có hành động, hành vi bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì mới có dấu hiệu phạm tội. Tức là bịa đặt rồi tố cáo người khác phạm tội như ông A dựng chuyện tố ông X có hành vi trộm cắp, tham ô hoặc nhận hối lộ. Còn lại tố cáo các hành vi phạm pháp khác như tố cáo cán bộ làm sai công vụ, cán bộ công chức đạo luận văn, cán bộ uống rượu trong giờ hành chính, vân vân, thì trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được xử lý hình sự tội vu khống. Đơn giản là vì hành vi bị tố cáo không phải là hành vi phạm tội, nên dù có bịa đặt cũng không thể cáo buộc người tố cáo phạm tội vu khống. Đó là điều 156 Bộ luật Hình sự. Và nếu như ông Quý chỉ làm đơn tố cáo ông Bùi Văn Cường về hành vi đạo luận văn thì không thể phạm tội vu khống. Ở một vế khác của điều 156 Bộ luật Hình sự là trường hợp bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết là rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm. Nếu rơi vào trường hợp này thì phải có việc tiến sĩ Quý làm ra tài liệu bịa đặt về bí thư Cường và gửi cho nhiều người nhằm xúc phạm hoặc đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu có căn cứ dù rất nhỏ ở mức độ nào cho phép về đạo luận văn cũng không thể xem là bịa đặt. Bịa đặt trong điều luật này là một khái niệm pháp lý có nghĩa là chuyện không có mà nói thành có. Như vậy, không có căn cứ nào để khởi tố ông Quý về tội vu khống nếu chỉ vì tố cáo bí thư Bùi Văn Cường đạo văn. Tiến sĩ luật Trần Đình Dũng đã kết luận như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 với bản tin Bí thư bắt cóc, Phú Trọng đành buông xuôi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.